mọi người. Bây giờ chúc với Hải lên đường đây. Lần này tụi mình ra sân bay thì không có đi xe nữa, tại vì đi 2 tuần lận á. Thì nếu mà gửi xe đó thì giá nó sẽ mắc. Bây giờ thì tụi Trúc đi bộ ra ga ở thành phố Trúc, xong rồi sẽ đi tới sân bay, xong rồi sẽ lên máy bay. Lần này Tuấn biết tôi có quên gì không nữa. Hôm qua Trúc để story ở trên Instagram á, là ngày mai Trúc sẽ lên đường. Xong rồi nhiều, đa số 90% mọi người đều nhắn nhớ coi chừng quên cái gì nha, nhớ kiểm tra đồ đạc kỹ nha bà Trúc. Nhục quá. Lần này mà quên passport hay là cái gì nữa là xong luôn á, là chết luôn á. Thôi quá, em để anh kéo. Đây đây. Anh đúng là lúc nào cũng đóng vai nạn nhân. Ghét. Trúc không có makeup gì hết, chỉ để kem trang điểm với lại là cái gì phấn phủ thôi. Tí nữa đi máy bay để coi, cũng mười mấy tiếng, 13 tiếng tổng cộng á, là nữa lên máy bay Trúc sẽ skin care. Thật ra cũng không có skin care gì đâu, Trúc đem một cái mặt nạ của SK2 á để đắp thôi, với đem nước tẩy trang nữa. Đó, chỉ có vậy thôi. Hôm nay Trúc mặc đồ bụi đời lắm, chả gì hết, mặc quần sport thấy không. Với lại là áo thun, với lại là áo sơ mi khoác. Vậy thôi, vậy thôi. Chúc anh Hải tới sớm cho nên là đi ăn trưa, xong rồi tí lên máy bay luôn. Ta-ta-ta. Lần này Trúc đi ngồi ngay cái cửa thoát hiểm, cho nên là cái chỗ này nó rộng quá trời luôn, sung sướng. Cho mọi người xem Trúc đem theo cái gì nha. Trúc đem nước tẩy trang Micellar Water của Bio Đẹp Ma. Tí nữa Trúc sẽ đi tẩy trang, sau đó thì Trúc sẽ đắp mask của SK2. Đó. Xong rồi ở trong nữa là cái này là kem chống nắng, để lúc mà tới sân bay á, ở Seoul đó thì Trúc sẽ thoa kem chống nắng liền. Rồi cái gì, cái này là kem dưỡng tay. Xong rồi cái này là kem che khuyết điểm. Một cái son với lại là gel rửa, gel với bông tẩy trang. Lười lấy ra quá, mọi người chịu quá giờ nha. Nhìn mình thiệt là dã man. Thôi kệ. Tôi trục tay rồi, tới Seoul rồi. Mà hai đứa mệt dã man. Giờ là 4 giờ sáng. Tính theo 4 giờ bên sáng mà giờ là 11 giờ mấy. Bây giờ thì tụi mình đang đợi tàu để đi vào Seoul. Đây là vé để đi vào Seoul nè. Nè, hôm bữa không có thời gian để mà xăm móng tay luôn, mọi người thấy không? Tay gớm ghiếc ghê chưa? Y, thật là gớm ghiếc. Lên mặt đất rồi. Nãy giờ đi tàu ở dưới đất. Bây giờ tụi mình đi bộ đến khách sạn. Ở đây là khu Nyeongdong. Khách sạn của Trúc thuê thì nó cũng ở trong khu này. Anh Hải khiêng cái vali quá trời bự. Đi từ dưới tàu subway lên mặt đất á. Leo lên bao nhiêu cái cầu thang luôn. Thôi bây giờ Trúc nhìn tí, chừng nào đi lượn sẽ quay tiếp sau nha. Khu này được à? Phải lại chưa? Phải lại. Nhưng mà đâu đi mua sắm gì đâu, bây giờ là đi về khách sạn thôi. Chắc để sau. Đây Trúc ở Trúc thuê khách sạn Sky Park 2. Hình như nó có mấy cái là sao. Ok, lên phòng rồi. Phòng nhỏ tí tẹo.
tối nay có Hạnh tới, cho nên là tụi Trúc thuê cái phòng như thế này. Thì Hạnh ở chơi weekend ở đây á, sau đó thì Trúc với anh Hải đổi phòng khác. Đó, cái phòng này giống cái phòng mà Trúc thuê ở ở New York đó. Nói chung là ở khu trung tâm, thuê phòng nhỏ vậy nó mới rẻ. Đúng nhà quê. Nhỏ mà cũng xinh, sạch sẽ, sang trọng, đẹp đẽ. Cái chai này dễ thương quá ha. Toilet này toilet gì đây? Nhìn xịn xịn nè. Trời, sao tôi giống kiểu nhà quê. Cái này thì một đêm mình trả bao nhiêu ta? Khoảng 80 mấy euro một đêm. Vậy thôi. Nói chung thì cái này, phòng này nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà nó nhìn nó rất là sang trọng và sạch sẽ, đẹp đẽ. Hello. Trúc mới tắm xong, bây giờ ngồi make up chuẩn bị tung tăng xuống phố. Bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi, mà Trúc nhìn ngoài trời sao mà nó tối hù mọi người. Không biết ở bên đây mùa hè nó có lâu tối giống như bên châu Âu không ta. Bây giờ Trúc rất là đói bụng luôn á. Chờ mọi người thấy cái ánh sáng ở cái khách sạn này không? Nó cứ vàng vàng u u á. Trang điểm bằng niềm tin. Nhìn vô kính trang điểm vậy thôi, hồi ra đường không biết như thế nào. Mà cái này tại Trúc để nó cũng hơi ngược sáng, nhìn nó còn tối hơn nữa má ơi. Anh Hải thì say giấc nồng rồi. Nói chung là kỳ này đi tới đây cũng hơi mệt, tại vì nó trái giờ đó, bị jet lag tí. Nhưng mà Trúc thì ráng thức để cho nó vào giờ giấc luôn, cho nó quen. Trúc định đi cái chợ, thấy trên mạng người ta cũng cho review nhiều chợ gì Quang Trung hay là Quang Trung gì đó. Đi cũng gần đây nữa, ra đó coi sao. Xong rồi đi ăn rồi đi tham quan đó tí. Xong rồi tối đợi Hạnh nó tới thì cả nhà lại đi ăn tiếp. Đi ăn xong rồi đi dạo Nhân Đông. Hey, bây giờ chuẩn bị ra đường đây. Trời, nhìn mặt Trúc sao vẫn ngu. Cái tóc Trúc nè, ngồi uống máy xong giờ nó khô quá, nó không thể uống được. Xong rồi nó cháy rồi không có ra cái gì hết. Mọi người thấy màu son Trúc đẹp không? Hôm nay Trúc dùng màu son của em Ngọc tặng Trúc. Em Ngọc hôm bữa đi apply với Trúc ở Paris á. Đây là son Dior, dòng matte màu 999. Đẹp ha, mà ở đây đèn vàng sợ cũng không đúng màu lắm. Tí nữa ra ngoài đường xem coi như thế nào. Còn đây là OOTD. Sexy không? Quá sexy. Bởi vậy mới mặc đi buổi tối. Ra đây thấy màu son kỹ rồi nè. Ở ngoài còn trời còn sáng như vậy mà hồi nãy ở trong khách sạn Trúc nhìn ra Trúc thấy tối hù tại cái kính á. Trời, thấy còn mát mát đó hả? Bây giờ tụi mình sẽ đi Quang Trung Market. Nhà cao tầng không? Mình là ở dưới quê mới lên. Em ở nhà quê mới lên. Anh đang mắc kính để nhìn gái phải không? Yeah. Chứ gì nữa? Đang mắc kính nhìn gái cho dễ. Gái hàng đẹp quá mà. Nói chung là theo nhận định ban đầu thì Trúc thấy các bạn gái bên đây rất là điệu, ai cũng make up mặt trắng tươi, hai cái má thì hồng lên, môi thì đỏ chét. Nhưng mà nói chung là nhìn cũng dễ thương, đẹp thì không đẹp dữ dội, không có đẹp giống như là các bạn idol. Nhưng mà nhìn dễ thương, nhìn cute. Đi đây đúng là có cảm giác như đi bên New York á. Từ chỗ mới phát hiện là có một cái Gongcha gần khách sạn. Được. Chúng là ăn xong xong. Nói chung là mấy ngày ở đây chắc ăn uống bừa thứ. Chúng nói thôi đi nốt.
đi Hàn với đi Nhật về xong rồi đi tóc với giảm cân luôn. Quá trí. Tới rồi chìm, mọi người thấy không? Quan trang mặt kính. Định thử cái bột chiên đằng kia kìa. Như cái này anh Hải mới ăn miếng mà nói cay giả man. Có cái anh này dễ thương. Trúc thấy ai cũng uống cái này, Trúc hỏi ảnh là cái gì xong ảnh nói tiếng Anh cũng không rành đó, nên là ảnh rót thử cho hai đứa mà đương miếng. Cái này là kiểu rượu gạo á mọi người, uống nó cũng nhẹ nhẹ mà nó cũng mát, cũng ngon. Nó tempa không thích mấy, thấy nó lạ mà. Trúc vừa mới ngủ một tí, lúc nãy đi ăn xong đi dạo dạo một tí xong trời thấy mát mát là lạnh quá, về để lấy cái áo khoác xong về cái hai đứa nằm giường cái ngất luôn tại vì còn jet lag á mọi người. Bây giờ thì đợi bà Cú Hạnh lên cất đồ xong rồi cả nhà đi ăn. Bây giờ là 8 giờ mấy tối rồi. Trời ơi, nãy lúc nãy định lên lấy áo khoác xong đi dạo cái khu mua sắm chỗ cái gì gọi là gì? Myeongdong hả? Ừ, ra đó đi shopping tí xong ngủ quên luôn. Thôi bây giờ đi ăn, nếu mà tí nữa không trễ lắm thì chắc sẽ ra khu đó mua một vài thứ. Gặp bà Hạnh rồi. Ủa sao gặp bà? Sáng quá lại gặp bà nữa. Lo chị vui lắm. Sao cái cảnh này nó quen quen. Bây giờ tụi mình đang ở phố Myeongdong. Ba anh em đi ăn đây. Vui quá vui quá. Hôm nay tụi nói gì chăng vậy? Để mình tụi nó tự nói chuyện. Mất cỡ. Nhục. Trời ơi, đông ghê mọi người. Đó, Trúc thích đi chơi ở mấy chỗ nào mà tao ấy mà đông đúc như vậy thì là sung sướng. Chết rồi mọi người ơi. Nhìn cái gì cũng muốn mua ăn hết mà bụng đâu chỉ cho nổi. Nhìn mấy cái đồ ăn ngoài đường nó hấp dẫn dã man. Không, ở đây bao nhiêu quán xá đèn nó sáng trưng luôn. Trời ơi, nổi cái hiệu Egypt House xong trên một con đường này, nãy giờ rút đi là rút thấy 4 cái rồi đó. Extra Innisfree, đủ thứ hết. Ở đây hiệu gì cũng có. Skin Food, The Same, hồi nãy Trúc mới đi ngang. Trời, nói chung là cái khu này nó thiệt là quá đã. Tên tên, hôm nay tụi mình ăn bibimbap. Nhà hàng này là tên là Gugun. Gugun, không có tên đây. Để tí nữa ra ngoài quay cho mọi người xem nha. Chỗ này là một chị bạn Trúc hồi xưa chị ở đây, chị recommend cho Trúc lại ăn. Ta-da-da-da. Ba đứa kêu ba cái bibimbap. Còn thiếu cái... Của Trúc là trong cái bát... Cái này là gì? Bát vàng. Bát vàng hay bát đồng gì đó ta? Cái này gọi là vàng hay đồng ta? Đồng chứ nhỉ? Đang ở trong Etude House. Trời dễ thương. Lần đầu tiên được vào cửa hàng Innisfree. Nói chung là mọi cửa hàng ở đây đều là lần đầu tiên của Trúc. Nói chung là Trúc bị choáng ngợp quá, Trúc không biết mua gì cả tại vì nó quá nhiều, quá nhiều. Thiệt luôn á. Còn đây là
Holika, Holika. Có, ôi, ở bên đây sao tụi nó hay bán kiểu kit bự vậy ta? Nhiều. À, vậy là mấy shop ở Việt Nam qua đây hốt về bán là đã luôn. Nó toàn bán mấy cái kit to như thế này à. Xong rồi nó giảm giá. Giả man rồi mọi người thấy không? Bán nguyên một cái chục mask vậy nè. Ngon chứ. Ngon. Ngon, chanh thật. Ngon. Ngon, cảm ơn. Đó, focus á. Coi vlog Chloe thấy em ấy khen cái này ngon lắm rồi, đúng rồi, ăn thử. Béo không? Không. Chanh thử mấy. Ngon. Cho liếm miếng đi. Non nó cho hành liếm. Hành liếm. Thế cơ hả? Anh Duy, sorry. Ê ông kia, trời đất ơi, trả cái cây khoai cho tôi. Ờ, chị không cởi giùm đâu nha. Hạnh nó đang thử đồ của Trúc. Biết sao ngày mai tụi Trúc có hẹn với sếp của Hạnh. Không biết sao Hạnh nó kể với sếp nó là có anh chị nó từ bên Thụy Sĩ qua chơi, xong tự nhiên sếp nó mời đi ăn luôn. vô tình được hứng sái. Cho nên là đang lựa ngày mai mặc đồ gì đàng hoàng, cho nó đàng hoàng tí. Thì tụi Trúc hẹn ăn với sếp của Hạnh vào tối mai. Còn ban ngày mai thì chưa biết đi đâu, định đi cung điện. Cung điện tên gì quên nữa rồi. Khó quá. Chắc tí nữa Trúc xem coi ngày mai đi cung điện xong rồi đi đâu nữa. Đó, tâm thời là vậy. Hôm nay đi trời ơi, công nhận cái khu này đi nó đã thì mọi người, mà thấy nó sale nhiều. Xong mình tưởng là nó sale nhiều thiệt, nhưng mà thật ra nó sale mấy, nó bán từng lóc như lúc nói mọi người á. Một lóc mấy chục cái mask, mua một lóc như vậy nó mới sale, chứ nó đâu, chứ ba mua lẻ đâu có sale đâu. Thôi, bây giờ Trúc lại tắm rửa tiếp, chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai ráng dậy sớm, còn tụi nó tụi dậy sớm mà tụi mới dậy nổi không nữa. Thôi, kỳ này ở đây có 5 ngày cho nên là ráng tranh thủ dậy sớm để mà còn enjoy được chứ. Như hồi lâu đi Barcelona, ngày nào cũng 12 giờ trưa mới dậy, thôi bó tay. Ok, thôi, ngày mai hẹn gặp mọi người ngày mai nha. Ngày mai đi cung điện, mướn handbox chụp hình chơi. Hello mọi người. Hôm nay là thứ mấy? Thứ 7. Sáng hôm sau, tối hôm qua Trúc mua cái này trong cửa hàng tiện lợi này. Cái này giống kiểu như là watermelon milk. Uống ngon kinh khủng, ngon dã man luôn. Thơm. Thử hả? Thiệt luôn á. Trời, tại sao? Uống ngon lắm á. Thôi mày, không cho uống nữa. Uống.